Hey, hello, chào mừng tất cả mọi người đến với kênh điện thoại An Thảo. Đầu video em xin chúc mọi người một buổi tối cuối tuần thật là vui vẻ sức khỏe nha. Hôm nay lại tiếp tục các iPhone đã qua sử dụng hàng giá rẻ đây mọi người. Hôm nay thanh lý iPhone 6s từ 500 000 nhá. 6 Plus thì 700 000 6s Plus thì 1 triệu, nói chung là giá nó sẽ máy nó sẽ có từ những cái lỗi cụ thể nói ở trên video nha mọi người. Đấy hàng hôm nay về rất là nhiều máy ngon bổ rẻ nhá Ngon bổ rẻ thì mọi người chỉ ưu tiên máy lốc thôi Đây 7 plus lốc chỉ hơn 1 triệu đây 8 plus lốc đủ dung lượng 64, 128, 256 nhá 11 lốc, 12 lốc Đấy rất là nhiều máy lốc để mọi người lựa chọn Anh chị nào mà không dùng máy lốc Thì mình có thể chọn dòng quốc tế Quốc tế hôm nay em có st 2020 này XS này, 11 Pro này 11 thường XN Max và 10 iPhone 13 nhé iPad thì hôm nay có iPad Gen 6 đấy à, dòng máy lốc khác máy quốc tế ở cái phần là máy lốc dùng kèm sim ghép nhá mọi người muốn lắp sim ở Việt Nam để sử dụng thì bắt buộc mọi người phải lắp kèm miếng sim ghép này còn các anh chị mà dùng wifi không cần lắp sim thì mọi người không cần phải lắp sim ghép cũng được rồi còn muốn nghe gọi thì mọi người cứ lắp kèm miếng sim ghép này là sẽ lên sóng ngon lành cảnh đào nha rồi bây giờ thì sẽ giới thiệu cụ thể các máy cho mọi người. Mọi người xem mua hàng thì mọi người nhớ xem các cái tình trạng máy ở trên kênh em đã giới thiệu cụ thể cho mọi người xem rồi nhá. Mọi người phải xem thì mọi người mới mua được hàng nhá. Đấy. À, mua hàng thì mọi người nhắn tin qua Zalo hoặc số điện thoại của em để tư được tư vấn và mua hàng nhá. 0338305595 này. Facebook là Nguyễn Cherry. Đấy, cọc qua hai số tài khoản ở trên thẻ bảo hành nhá, chủ tài khoản Nguyễn Anh Đào hoặc là cọc qua thẻ Viettel đều ok nhá. nhé Nhưng em bảo hành từ 1 tháng đến 3 tháng tùy đời máy nha mọi người. Địa chỉ ở 279 La Phù Hoài Đức, mọi người có thể xe qua xem trực tiếp để mua máy cũng ok nha. Đấy, trước khi qua mọi người người nhớ alo cho em trước để em sắp xếp lịch nha. Rồi, đầu tiên này, một cây hai cây 6S hai cây 6s 000 đấy. 6s có 500 000 thôi. Đây, một cây 6s Lốc 16gb. Pin 86, cây này vỏ lưng nó bị run run nha. Đấy, lưng nó bị rung run. À cây này hình thức phẩy à ẩn iCloud nhá, bị rịa kính, đây bị dịa một tí ở trên góc này. Cây này ẩn iCloud. Đấy, ẩn iCloud mọi người không reset dòng 2 giúp em nhá. Đây lốc Nhật nha. lốc Nhật nhà mạng KDDI nha. Không reset dòng 2 nha mọi người, không bấm vào cái chữ xóa tất cả nội dung và cài đặt giúp em nhé, Thì mọi người sẽ lắp sim xài sim lên sóng nghe gọi ngon lành luôn nha, vân tay ok hết. Ẩn iCloud nhá. Nên là mọi người vẫn đăng nhập tài khoản iCloud vào để tải ứng dụng bình thường nhá. Đấy. Vẫn đăng nhập iCloud vào tải ứng dụng bình thường, chỉ có duy nhất là không reset đặt lại dòng 2 thôi ạ. Hình thức phẩy, pin zin 86, bị rịa một tí kính, còn lại là máy ok hết nhá. Màn zin nha mọi người, cây này màn zin nhá. Đấy, thanh lý cây này giá chỉ có 500 000 thôi ạ. À. iPhone 6s nha mọi người. 6s lock 16GB ẩn iCloud bị rịa kính một tí. Giá 500 000 tặng kèm cho mọi người sim ghép, sạc cáp cường lực ốp lưng đầy đủ nha. Có đúng một cây duy nhất này. Rồi, một cây 6s quốc tế 32g, pin thay mới 100%, cây này tình trạng máy là ẩn icloud mất vân tay và màn mực, cây này thì nhận sim nhưng mà không gọi được, đấy, nhận sim không gọi được nha mọi người cũng không biết là do ở chỗ nhà em sóng kém không gọi được hay sao nhưng mà mọi người có thử uh, thử về lắp sim xem có gọi được không nhá, cây này thì em thanh lý giá là 500 nghìn. Đấy, lắp sim không gọi được thì mọi người vẫn sử dụng 4G được nhá. Cái này nó bị mực này, đây, bị mực mực màn nha mọi người, mất vân tay, bị mực màn. Đấy, bị mực màn ít thôi, vẫn sử dụng bình thường. Bản quốc tế 32 g Mọi người vẫn cứ về lắp sim xem gọi được không nhá. Không gọi được thì mọi người sử dụng 4G hoặc Wi-Fi thôi. Đăng nhập iCloud vào để dùng bình thường nha. Đấy, bắt Wi-Fi sử dụng bình thường nhá. Đây, Wi-Fi nhà em này kết nối wifi sẵn rồi nha đấy kết nối wifi sử dụng này pin thay mới 100 trăm này hình thức máy hình thức phẩy luôn đấy hình thức phẩy luôn cây này thanh lý giá cũng chỉ có 500.000 thôi nhá hai cây này là 500.000 một cây hàng mấy trăm nghìn này thì đa số là mọi người phải mua nhanh nhá mấy trăm nghìn này mọi người mua nhanh thì được chứ để hôm sau hoặc là hai ba hôm nữa gọi lại là không còn đâu nha có 2 cây 500.000 thanh lý cho mọi người thôi ạ à. 500.000 một cây quá là rẻ luôn iPhone 6S nha không phải 6G 6S nha mọi người mọi người vẫn nâng cấp lên US 15 để tải ứng dụng thoải mái rồi chuyển sang một cây 6 Plus ạ à. 6 Plus quốc tế 16GB pin thay mới 100% ẩn iCloud và mất vân tay đấy hình thức phẩy nha cây này vỏ có bị chảy đấy ạ à. hàng thanh lý nên là không có hàng đẹp đâu nhá đấy vỏ nó bị chảy iPhone 6 Plus nha 6 Plus bản Mỹ US 12.5 Thế hàng này là sẽ lên được US 12 là cao nhất nha mọi người 6 Plus 16 g đấy à, mất vân tay ẩn ai vỏ xấu pin thay mới 100 giá cái này là 700.000 nhé 700 000 một cây 6 Plus. Đấy, tất cả các hàng ẩn iCloud hoặc là bypass là không reset đặt lại dòng 2 nha mọi người. Cây này màn zin nhá. Đấy, màn zin. Về bắt wifi hoặc là lắp sim vẫn sử dụng bình thường nha. Giá cây này là 700 000 tặng kèm phụ kiện nha mọi người. Rồi, tiếp theo một cây 6S Plus nha 6S Plus quốc tế 64GB pin thay mới 100% ẩn iCloud ạ cái này cũng ẩn iCloud và mất vân tay đấy vỏ phẩy nha vỏ phẩy các vỏ cái này không xấu lắm đây iPhone 6 s Plus nha cây kia là 6 Plus cây này là 6s Plus 64g ok chưa đấy lắp sim vào sử dụng luôn nha bản quốc tế duy nhất không reset đặt lại dòng 2 thôi vẫn đăng nhập iCloud sử dụng bình thường này Màn to sáng đẹp luôn nha Giá cây này là 1 triệu nha mọi người 6S Plus ạ à, Bản quốc tế 64 gb Pin thay mới 100% Ẩn iCloud mất vân tay Giá chỉ có 1 triệu thôi Rồi 6S Plus quốc tế 64 gb Đấy Cây này pin thay mới 100% mất vân tay nha Đấy cái này mất vân tay nha iCloud sạch vỏ phẩy nhá Đây vỏ phẩy Cây riêng cây này thì lại reset đặt lại dòng 2 được nha mọi người Cây này là uh, iCloud sạch nhá Đấy Xóa tất cả nội dung và cài đặt thoải mái Cây này iCloud sạch bản quốc tế Đây bản quốc tế Mỹ 64GB nhá Cây này phản quang một chấm này em không bao nha mọi người Bán thanh lý giá cực kỳ rẻ cho mọi người Cây này chỉ có 1 triệu ba thôi 6S Plus quốc tế 64GB mất vân tay giá chỉ có 1 triệu ba thôi Hình thức... Uh, À, vỏ chày luôn vỏ chày vỏ phẩy bán thanh lý luôn nhá 1 triệu ba cây này tặng kèm phụ kiện này rồi tiếp theo một cây 7 plus 7 plus quốc tế 32 g pin thay mới 100 vỏ xấu nha vỏ xấu nha mọi người cây này cũng là ẩn ai đấy màu vàng gold nhưng mà vỏ cực kỳ là xấu luôn anh chị nào về dùng bao dao ốp lưng là ngon lành cành đào nha ẩn ai không reset đặt lại dòng 2 nhá. Đấy. Đây, 7 Plus bản VN luôn, bản Việt Nam luôn, 32 ghi Đấy, US15 nhá. Cái này ẩn iCloud. Vẫn đăng nhập iCloud và sử dụng bình thường nhá vân tay vân chân ok hết. Đây. Đấy, vân tay vân chân ok hết nhá. còn một chút ảnh của 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 người dùng cũ thì em sẽ xóa hết đi cho mọi người nha đây danh bạ ấy ở còn ảnh thì lúc nào rảnh thì em xóa hết cái thông tin cũ đi cho mọi người giá cây này thanh lý là 1 triệu ba nhá 1 triệu ba bảy plus quốc tế 32 g ẩn iCloud giá 1 triệu ba rồi, tiếp theo một cây 7 Plus quốc tế 32GB này, pin thay mới 100%, cây này mất vân tay nha. Đấy, vỏ màu hồng, hình thức đẹp. Vỏ màu hồng nha, hình thức đẹp uh, 99, pin thay mới 100%. Mất vân tay, iCloud sạch nhá. Cây này iCloud sạch nha mọi người. Đấy, iCloud sạch, reset, đặt lại dòng 2 thoải mái. US 15.4 bản Mỹ lười lười trên ai nha. Ok chạy. 7 Plus quốc tế 32 GB màn à, màn zin nha mọi người, màn zin. Mất vân tay, máy đẹp, giá cây này là 1 triệu 8 nhá. 1 triệu 8 ạ. Rồi, tiếp theo một cây uh, 8 Plus Lock 64 GB, pin zin 87, mất vân tay ạ. Vỏ, vỏ đẹp luôn. Đây nha, vỏ cây này đẹp 99 luôn ạ. Mất vân tay. Vậy nút home nó vẫn sử dụng bình thường nhá. Đấy. Không thể kích hoạt tút ID, tút ID là vân tay nha mọi người. iPhone 8 Plus 64 GB, US 14.8, máy lốc nha, không sim bị khóa là máy lốc nha. Máy lốc 100% đều sử dụng sim ghép nha iPhone 8 Plus lốc 64 gb mất vân tay Giá cây này là 1 triệu 7 nhé 1 triệu 7 nha mọi người tặng kèm phụ kiện Rồi tiếp theo một cây uh, SE2020 nha Bản quốc tế 64 ghi Pin thay mới 100% không sàng cáp nha Vỏ xấu nha mọi người Cái này vỏ xấu nha Màu đỏ vỏ bị uh, xước bị cấn nha Đấy Pin thay mới 100% không sàng cáp Men zin màn zin vỏ zin Máy phun chức năng Đấy không sàng cáp pin thì sẽ báo linh kiện pin không xác định nhà bản Mỹ 64 gb bản quốc tế nhé sử dụng được hai sim luôn một sim vật lý một e sim nhá màn là 4.7 inch giá cây này thanh lý chỉ có 2 triệu 4 thôi nhạ 2 triệu 4 nhà SE 2020 à, thay pin không sàng cáp vỏ xấu giá 2 triệu 4 rồi chuyển sang hàng zin phun chức năng này zin phun chức năng hôm nay 7 plus lock 32 gb này màu đen nhám đen bóng màu hồng này đấy rất là nhiều máy ngon bổ rẻ cho mọi người đây pin theo máy 92 us 14 pin zin 85 u pin zin 90 máy zin áp suất nha mọi người hình thức phẩy nhẹ nhá đây hình thức phẩy rất là nhẹ luôn đấy bong sơn ít nha máy zin áp nhé chưa bung mở máy chưa sửa chữa gì đâu ạ iPhone 7 Plus Lock 32GB À, hình thức này thì rơi vào khoảng 98% nhé Máy zin full chức năng nguyên áp suất. Vân tay vân chân ok hết nhá, camera X1 X2 chụp chân dung ngon lành cành đào hết ạ. À. Màn to 5.5 inch nhá. Đấy, hôm nay sẽ ghép sim cho mọi người xem một cây. Đây đây có cái cây Metro này, Metro check nhà mạng sẵn ghép sim cho mọi người nhá. ghép sim hiện tại máy lốc ghép sim cực kỳ là dễ luôn. Đấy kể cả dòng đời cao đời cao càng ngon đời cao ghép sim càng dễ đấy thì đầu tiên là mình check nhà mạng trước check nhà mạng trước nha cây này check nhà mạng metro rồi nhá đây đặt sim ghép vào khai sim này đấy cho chữ rs xuống dưới nha chân khai sim xuống phía dưới luôn nha rồi đặt sim 4 g của mọi người SIM đăng ký 4G là được nha. Vina, Mobi, Viettel đều ok hết rồi lắp vào máy này. Đây, lắp đúng máy văng ra màn hình hello như này nha. Mọi người bấm bỏ qua. Đợi một tí nó lên cái cột sóng ở đây thì mọi người sẽ thao tác được. Đây mọi người bấm phím home. Lên cuộc gọi khẩn cấp. Bấm sao, gọi, chọn TMSI. Đấy. Nhà mạng Metro à. 6D. Mỗi nhà mạng đều có một mã riêng nhá. Đấy mọi người nhập mã xong thì mọi người không cần bấm gì nữa, đợi máy văng vào màn hình trong như thế này. Đấy. Mọi người nhanh tay bật cái chuyển vùng dữ liệu di động lên để mồi sóng nhé Như vậy là ok ạ. À. như vậy là ok nhá. Ghép sim thì chỉ mất mồi 2 phút là xong thôi. Mọi người cứ bình tĩnh đợi cho sóng nó lát lên ok cái là nghe gọi được luôn này. Đây. Cảm ơn quý khách đã lựa okay, chọn dạ. dụng sim dòng à, 6 à, từ 5S đổ lên nhá, 5S đổ lên. À, 6S Plus, 7 Plus, 8 Plus đều ghép sim như thế này giúp em nhá. Đều lắp sim và ghép sim như thế này. Chủ yếu là mọi người check nhà mạng xem máy nhà mạng gì để lắp sim thôi. Còn riêng mọi người mua iPhone ở nhà em thì nhà em check nhà mạng sẵn cho rồi, uh, fix sim sẵn cho rồi. Về mọi người chỉ cần lắp một miếng sim ghép và sim của mọi người vào máy là lên sóng thôi nhá. Đấy, chỉ cần lắp vào là lên sóng không cần phải nhập mã nhà mạng uh, giống nhà em làm gì cả tại vì nhà em đã nhập sẵn trước cho mọi người rồi nhá. Đấy, sim ghép bây giờ nhập mã rất là dễ luôn, lên sóng rất là nhanh luôn nhá. Fix phone này 4G này Wi-Fi ok hết nha Rồi 7 Plus Lock uh, 32GB Zin đẹp 98% Full chức năng không lỗi lầm gì cả nha Đồng giá là 1 triệu 650 000 ạ à. 1 triệu 650 000 Đây màu đen bóng Em có một cây màu đen bóng US 13 Pin Zin 81 Hình thức cũng đẹp 98% nhá Đây US 13 vẫn ghép bình thường nha không kén cái dòng sim ghép này không kén US đâu ạ. À. US thấp vẫn ghép bình thường như như US cao nha. Đây cây này US 13 siêu mượt luôn. Đấy, dòng US thấp này thì cực kỳ là tiết kiệm pin. Giá cây này cũng là 1.650.000đ nhá. Rồi chuyển sang ba cây màu hồng ạ. À. Ba cây màu hồng pin zin 7780, 83. Đấy thì cái cây 7780 này thì sẽ thay pin mới free cho mọi người nhá. Đây hình thức máy cũng đẹp 98% nhé Còn zin nguyên áp suất chưa bung mở máy chưa sửa chữa gì nha mọi người Đấy hàng full chức năng US 14, 15 tất cả đều là lốc Mỹ nhé Tất cả đều là lốc Mỹ nha iPhone lốc vẫn nâng cấp cập nhật phần mềm thoải mái nhé Mọi người và bấm vào cập nhật phần mềm thoải mái này Đặt lại iPhone thoải mái Reset dòng 2 thoải mái ạ Chỉ khác ở iPhone quốc tế là lắp kèm một miếng sim ghép thôi Đấy Nói đi nói lại nói rất là nhiều để mọi người hiểu rõ về iPhone lốc này nhá Màu hồng này giá cũng chỉ là 1 triệu 650 nghìn tặng kèm full phụ kiện Xà cáp cường lực ốp lưng sim ghép quay chọc sim đầy đủ nhá Rồi còn một cây uh, 128 ghi màu gold ạ à. Pin thay mới 100% US 14.8 Cây này thì hình thức uh, phẩy nha Đây cây này hình thức phẩy Mà phẩy nhẹ thôi Nó không cấn sâu hay là không uh, móp ở đâu cả đây à, uh, US 14.8 mã Mỹ 128 gb nhá Đấy, giá cây này là 1 triệu 8 nha mọi người 1 triệu 8 ạ à, bản 128 gb pin thay mới 100 phần trăm rồi hôm nay về thì về rất là nhiều 8 plus đủ dung lượng này 64 này 64 hôm nay có 3 cây Đây 1 đen, một đỏ, một gold pin 888482. Đây hình thức máy này. Hình thức máy có bị phẩy nhưng mà phẩy rất ít nhá. Đây bong sơn rất là ít luôn. Đấy. Bong sơn rất là ít luôn. Hàng zin full chức năng nha. Ba cây này đều US 16 hết. Lốc thì là lốc Mỹ rồi. Đấy, 8 plus lốc 64 GB. 8 Plus lớp 64 gb zin đẹp 98% Máy full chức năng pin zin 8X nha Kép sim lên sóng phát 1 luôn Đấy, Đồng giá là 2 triệu 2 một cây ạ 2 triệu 2 một cây 8 Plus mặt lưng kính rất là đẹp nha Đấy 2 triệu 2 một cây Tặng kèm đầy đủ phụ kiện Và bao ghép sim lên sóng ngon lành luôn Rồi chuyển sang 128 ghi Đây 128 gb hôm nay có 3 cây màu đen nha ZIN 94, 94 và 86 Ba cây này đều zin nguyên áp suất luôn. Hình thức đẹp 98% nhé Đây, hình thức đẹp 98% màu đen thì nó có bị bong sơn nha. Đấy, nó có bị bong sơn được cái máy là máy zin áp, chưa qua sửa chữa gì cả, hai cây US14 luôn. Đấy, US14.7 luôn nha. Máy lốc bộ nhớ 128 GB. Ok chưa ạ? Đây, vệ sinh cái màn sạch đi. Đấy. 8 Plus Lock 128 GB có 3 cây màu đen, hình thức đẹp 98%, máy zin nguyên áp suất, chưa bung mở máy, chưa sửa chữa gì nhá. Get sim lên sóng phát một luôn. 3 cây này đồng giá là 2 triệu tư một cây nhá. 2 triệu tư một cây ạ, à, 8 Plus Lock 2 à 128 GB. Rồi chuyển sang hai cây 8 Plus Lock 256 gb nhá. Cây màu gold pin 75 em sẽ thay pin mới luôn. Cây màu trắng pin 86 giữ nguyên nha. Đây hình thức máy này. Đấy, hình thức cũng đẹp 98%. Hàng Zinon chưa qua sửa chữa chưa bông mở gì nha, US 16. 256 gb hai cây này đều US 16 nha. Đấy. Máy full chức năng không lỗi gì cả. Hai cây này đồng giá là 2,6 triệu 6 một cây nhá. 2,6 triệu 6 một cây, 256 gb 128 gb là 2 ,4 triệu 4 và 64 gb là 2, ,2 triệu 2 nhé Trên nhau 200 nghìn Đấy, tất cả máy lốc đều tặng kèm sim ghép Quay chọc sim này <laughs> Sạc, cáp, cường lực, ốp lưng đầy đủ Rồi, chuyển sang dòng 11 lốc này 11 lốc 64 gb hai cây màu đen pin zin 9089 nhé. Đây, hình thức máy hai cây màu đen này đẹp 99% nha hai cây đen này đẹp 99 trăm đấy pin zin 89 và 90 đây lô này cũng toàn là lốc Mỹ nha lốc Mỹ cả nha mọi người 11 lốc màn 6.1 inch nha camera có chụp ban đêm đẹp rồi ạ đấy camera hai mắt này có chụp đêm này là đẹp rồi nha hai cây này đồng giá là 4 triệu hai một cây ạ 11 lốc 64 ghi 4 triệu 2 một cây Rẻ ơi là rẻ hàng Zinon nhá Hàng Zinon chưa qua sửa chữa gì Chỉ 4 triệu 2 một cây Đấy, riêng dòng đời cao thì sử dụng sim ghép hai mảnh nha mọi người về mọi người đừng có cắt ra giúp em rồi hôm nay có thêm cả hai cây màu đỏ nhá 11 lốc 64 ghi màu đỏ ạ à. đấy pin zin 91 và 90 phần trăm đây màu đỏ mận rất là đẹp luôn nha <laughs> hai cây này hình thức máy đẹp 99 nhé Đấy hai cây này cũng là một cây US 16 và một cây US 17 luôn đây iPhone 11 lốc 64 gb LL trên A đây đấy hai cây màu đỏ này đẹp 99 hai cây này cũng đồng giá là 4 triệu 2 một cây nhá 4 triệu 2 một cây 11 lốc 64 gb tặng kèm sạc cáp nhanh cường lực ốp lưng đầy đủ nhá đây em có một cây màu trắng nha Pin zin 89% ạ Cây màu trắng này cũng hình thức đẹp 99 luôn nha Đây hình thức đẹp 99 luôn Màu trắng US 16 nhá Giá cây này cũng là 4 triệu 2 nha mọi người 11 lốc 64 ghi Giá chỉ 4 triệu 2 một cây Tặng kèm phun phụ kiện Mà lại có tặng luôn cả sạc cáp nhanh 20W nha Chuyển sang 12 lốc 12 lốc 64 gb thì nhà em chuyên hàng này rồi toàn là pin 100 sạc ít thôi còn bảo hành Apple siêu dài luôn nhá đấy pin 100 sạc 92 này sạc 65 này sạc 24 lần còn bảo hành đến 28 tháng 2 năm 2025 nhá hình thức máy thì cái hàng này mọi người nhìn phát là ưng luôn đẹp 99 cho tới keng nha mọi người hình thức máy nhìn phát ưng luôn ạ à. đây nét chưa hàng 12 lốc thì cực kỳ là nét luôn Đấy. Hàng zin nguyên áp suất chưa bung mở máy chưa sửa chữa gì nha Có mỗi một cây màu đỏ còn lại toàn màu đen nhá. Đây. Pin zin theo máy 100% nhá. Bản lốc 64 g Đây dán cam vào không cháy xước hết. Đây Tất cả mã Mỹ nha 12 lốc thì màn cũng là 6.1 in nha mọi người 12 lốc pin 100 sạc ít Hàng zin đẹp 99 Đồng giá là 5 triệu 8 một cây nha 5 triệu 8 một cây ạ 5 triệu 8 một cây Pin 100 sạc ít Kèm sạc cáp nhanh cường lực ốp lưng quay chọc sim đầy đủ nha các sim lên sóng thì quá là dễ ở cái dòng 12 này. 12 này fix full quốc tế luôn rồi nha. Rồi. Tiếp theo là một chiếc iPad Gen 6 nhá. iPad Gen 6 ạ. 32 GB bản 4G Wi-Fi ạ, có khay sim nhá. Mọi người lắp sim vào để sử dụng 4G được nha. Hình thức cây này đẹp 98% nhá. Lưng nó bị xước nhẹ thôi. Đấy lưng bị xước nhẹ thôi nha mọi người mình đeo bao da vào là không nhìn thấy gì hết máy Zino pin zin 90 phần trăm màn to nhá màn to 9.7 inch US 14.7 đấy bản quốc tế Nhật 32 gb nhá full chức năng không lỗi gì cả vân tay này đấy vân tay ok màn sáng đẹp không ám mố gì pin tận 8600 nha iPad Gen 6 32GB 4G Wi-Fi đây. Giá chỉ có 3 triệu rưỡi một cây thôi ạ. À. 3 triệu rưỡi một cây. iPad Gen 6. Màn to 9.7 inch pin 8 luôn nha. Đấy. Quá tuyệt vời luôn. Một cây màu trắng UF14. Giá cây này thì chỉ có 3 triệu rưỡi. Nhà em tặng kèm bao da. Dán cường lực và sạc cáp nhanh 20W nha. Còn đúng một cây duy nhất thôi nha mọi người. Múc ngay, múc ngay. Tiếp theo này. XN Max quốc tế 64 ghi à. ạ. Hôm nay về một cây màu vàng gold Hình thức đẹp 98% Bin zin 88 nha Đây, Hình thức đẹp 98% ạ à. Hàng zinon nha Hàng zinon Bin zin 88 Đây XN Max Bản LZ trên A nha 64G bản quốc tế Màn 6.5 inch sử dụng được hai sim này một sim vật lý một e sim nha Đấy, cây XS Max này giá là 5 triệu 6 nha mọi người XS Max quốc tế 64 ghi zin đẹp 98% Đấy, full chức năng giá chỉ có 5 triệu 6 Tặng kèm sạc cáp nhanh cường lực ốp lưng đầy đủ ạ à. Bảo hành 3 tháng nha Tiếp theo một cây 13 này, 13 thường Cam chéo này là 13 thường nha Bản quốc tế 128 ghi cây này pin zin 89% ạ à. Hình thức máy nhá Hình thức máy đẹp 98%. Hình thức máy đẹp 98% nha. Đấy. Xin full chức năng. Full xanh luôn. Bản mã Mỹ luôn nha, 128GB. Đây, 128GB. Màn cũng 6.1 inch nhá. Đấy, bộ nhớ 128GB, màu hồng. Cái này màu hồng nha mọi người. Đấy, nhiều anh chị nhìn qua cứ tưởng màu trắng nhưng cây này màu hồng nhá. Màu hồng nam tính đấy ạ à. Giá cây này là 9 triệu 8 nha mọi người 9 triệu 8 13 quốc tế 128 ghi Jean đẹp 98% gần 99 Giá cây này là 9 triệu 8 Bảo hành 3 tháng và tặng kèm sạc cáp nhanh cường lực ốp lưng đầy đủ ạ à. Chuyển sang hai cây 11 thường nhé 11 thường quốc tế 64 g Pin Jean 87 và 92 hai cây màu vàng chuối nha Đấy, hai cây màu vàng chuối Hình thức máy này Hình thức máy đẹp 98% Cây pin zin 87 thì là đẹp 99 Còn cây pin zin 92 thì đẹp 98 thôi Đấy <laughs> Hai cây này đều quen 16 nha 11 quốc tế 64 gb màn nó cũng là 6.1 inch nhá Đây bản quốc tế Mỹ 64 gb này Sử dụng được hai sim Bản Mỹ thì mọi người auto là dùng e sim nhá đây, pin zin theo máy nha. Đấy, mã Mỹ thì mọi người auto dùng eSIM với cả sim vật lý nha. Hai cây này bản quốc tế, iCloud sạch 100%. Đấy, cây 87 thì đẹp 99 Còn cây 92 là đẹp 98% Hai cây này đồng giá là 5 triệu 6 một cây nha 5 triệu 6 một cây ạ à, 11 quốc tế 64 gb Đấy, 5 triệu 6 một cây Máy zin full chức năng Zinon full chức năng không lỗi lầm gì cả Tặng kèm full phụ kiện rồi chuyển sang 11 Pro. 11 Pro quốc tế 256 ghi ạ. À. Em còn 3 cây nhá, pin zin 90, 91 và 93 hình thức phẩy. 3 cây hình thức phẩy nha. Đấy, anh chị nào thích nhỏ gọn mà bộ nhớ cao thì múc luôn nhá. Hàng 256 ghi để em về rất là ít luôn. 3 cây này đều S17 bản quốc tế Mỹ 256 GB nhá. Đây, 256 GB. Ok chưa ạ? 11 Pro thì màn 5.8 inch nha, nhỏ gọn, sử dụng à hai sim. Mà bộ nhớ tận 256 GB. Đây. 256 GB nha. Bản quốc tế Mỹ, bao quốc tế trọn đời, reset đặt lại dòng hai thoải mái nhá. Ba cây này đồng giá là 7 triệu 2 một cây nha. 7 triệu 2 một cây ạ à. 11 pro quốc tế 256G tặng kèm sạc cáp nhanh cường lực ốp lưng đầy đủ bảo hành 3 tháng nhé rồi chuyển sang một cây màu xanh rêu ạ à. 11 pro quốc tế 256G màu xanh rêu nhá hình thức thì cây này nó bị chảy ở viền nhá Đây bị chảy ở viền còn một cây duy nhất thôi bán thanh lý nốt giá cây này là 6 triệu chí nhá bản quốc tế Mỹ 256G Giá cây này là 6 triệu 9 Màu xanh rêu Đấy. Màu xanh rêu còn một cây chỉ 6 triệu 9 thôi Màu gold là 7 triệu 2 Rồi anh chị nào dùng ít thì mình chuyển xuống 64 g nhá 64 g em đang có một cây xanh rêu nhá Bin zin 89% Hình thức đẹp à, 98 nhá Đây có bị bong sơn rất là ít luôn Đấy Bong sơn rất là ít luôn Hình thức đẹp 98% Bộ nhớ 64 g đây ạ. À, 11 Pro quốc tế 64GB. Đấy. Mã Mỹ luôn nhá. Giá cây này là 6 triệu 3 nha mọi người. 6 triệu 3. 11 Pro quốc tế 64GB. Rồi chuyển sang một cây màu gold ạ. Màu gold thì cây này thay pin mới 100% nhá. 11 Pro quốc tế 64GB. Cây gold này à. Cây gold này cũng là đẹp gần 99 nhá. Cây gold đẹp gần 99. US 16 thay pin mới đã sang cáp rồi. Đây thay pin mới 100% đã sẵn cáp rồi nha Không hiện báo pin nha mọi người Đấy US 16.6 Bản quốc tế 64 gb Giá cây này cũng là 6 triệu 3 nha 6 triệu 3 cây này ạ à, 11 Pro Màu vàng gold thay pin mới Giá 6 triệu 3 Bao nhá Mên zin màn zin vỏ zin nhá Duy nhất chỉ thay pin thôi Máy phun chức năng Rồi chuyển sang uh... XS ạ à. <laughs> XS quốc tế 64G, một cây pin thay mới 100 và một cây pin zin 89%. Hai cây này thì là hình thức phẩy nhá, có bị bong chóc sơn đây ạ. Đấy, màu đen này nó hay bị bong sơn nhá. Không cấn móp gì cả, chỉ bị bong sơn nhẹ thôi. Đấy, pin thay mới 100 hoặc là pin zin 89%. Pin thay mới 100 đã sàng cáp rồi, không báo pin nha. Đây, không báo pin nhé. Anh chị nào thích pin zin hoặc pin thay đều ok cả nha iPhone XS màn cũng là 5.8 inch Bản Mỹ 64 gb sử dụng được hai sim một sim vật lý một e sim nhé hai máy này đều full chức năng iCloud sạch Đồng giá là 4 triệu 2 một cây ạ 4 triệu 2 một cây XS quốc tế 64GB Tặng kèm full phụ kiện và bảo hành 3 tháng Rồi chuyển sang một cây XS quốc tế 256GB pin zin 87% nha, hình thức cũng phải nhẹ thôi ạ, à. màn ám nha. Đây. Viền cây này đẹp luôn, viền đẹp, lưng nó hơi lấm chấm một tí thôi, hơi mốc một tí thôi. Màn ám nhá cây này ám thì mọi người có thể soi. Soi kỹ mới thấy nha. Đây. Màn ám, soi kỹ mới thấy nha. Đấy. Soi không kỹ là không thấy đâu ạ. À. Bản quốc tế Mỹ 256 g Đây, bản quốc tế Mỹ 256 g Sử dụng được hai sim đây, một sim vật lý và một e sim nhá. Cây này thanh lý giá rẻ chỉ có 4 triệu thôi ạ. À. 4 triệu cây này nhá, rẻ hơn cả 64 g Màn ám rất là nhẹ luôn, thanh lý giá rẻ 4 triệu cây này. Bảo hành 3 tháng và tặng kèm phun phụ kiện. Màn zin bị ám chứ không phải màn lô nhá. Cây này màn zin bị ám. Đấy, màn zin bị ám nhẹ, giá chỉ có 4 triệu, bộ nhớ tận 256 g rẻ quá rẻ luôn rồi chuyển sang hai cây SE 2020 quốc tế 64 gb ạ à. hai cây này pin zin 90 nha đấy hình thức hai cây này thì đẹp khoảng là 98,5 chưa được 99 đấy nó có bị bong sơn nhẹ đây bị bong sơn rất là nhẹ luôn được cái là máy Zinon đấy máy Zinon nguyên bản full chức năng không lỗi lầm gì cả nhá hai cây này đều OS 17 đây hai một cây uh, cây đỏ bản nhật à bản mỹ còn cây trắng là bản nhật nha đấy hai cây này là đồng giá hai uh, triệu bảy một cây mà sử dụng được hai sim chip ngang với 11 pro max quá tuyệt vời luôn nhá đây camera này camera một mắt máy rất là nhỏ gọn luôn hình thức đẹp 98,5% phần trăm cứ coi luôn là 98% đi Giá cây này siêu rẻ Chỉ có 2 triệu 7 một cây Bảo hành 3 tháng và tặng kèm full phụ kiện nhé Rồi Lẻ loi một cây SE quốc tế 128 gb ạ Cây này pin zin 88 nhé Hình thức phẩy Đây hình hình thức bị chảy Đấy Cây này hình thức bị chảy ạ Bộ nhớ 128 gb Hàng zin full chức năng pin zin 88 Bản quốc tế Nhật luôn nha Bản quốc tế Nhật 128GB Giá cây này là 2 triệu 8 nha mọi người 2 triệu 8 Vỏ hơi bị chày nhưng mà được cái bộ nhớ 128GB Giá 2 triệu 8 Bảo hành 3 tháng và tặng kèm full phụ kiện Ngoài những cái mã này thì nhà em vẫn còn 7 Plus quốc tế 32128 Và 8 Plus quốc tế 64256 nhé. Mọi người có nhu cầu Mua hàng thì liên hệ qua zalo hoặc số điện thoại của em nha à, cái 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 thẻ bảo hành đâu mất rồi đây 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 thẻ bảo hành đây zalo và số điện thoại tư vấn duy nhất một số này thôi nhá facebook là nguyễn cherry nha mọi người đấy Mọi người cứ nhắn tin qua Zalo lúc nào em thức là em sẽ trả lời mọi người nhanh nhất có thể nha mọi người. Rồi video đến đây là kết thúc nha. Xin chào tất cả mọi người.